Nhân dịp lễ Phật đản lần thứ 2566 và sáng ngày hôm nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm chức sắc Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúc Hòa Thượng, các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức và Tổ đình Hưng Binh Tự đón đại lễ Phật đản an lạc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của chư tôn đức tăng ni, Phật tử cả nước trong thời gian qua, đã thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là an sinh xã hội. Ông tin tưởng tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp xây dựng đất nước giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 14 tháng 5, các thành viên Ủy ban Xã hội đã cho ý kiến thẩm tra dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Phiên họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo. Ủy ban Xã hội của Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình gồm 6 chương 62 điều, trong đó sửa đổi bổ sung nội dung 42 điều trong luật hiện hành, xây dựng mới hoàn toàn 17 điều, bỏ 3 điều so với luật hiện hành tăng 16 điều. Việc sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình hiện hành nhằm hoàn thiện thể chế về công tác phòng chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình về lĩnh vực này, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tình hình mới. Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Israel từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 5 năm 2022.